Quý vị đang theo dõi chương trình Năng lượng xanh phát sóng trên kênh VTV8 Đài truyền hình Việt Nam. Quý vị thân mến, để cảnh báo đến khách hàng tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại. Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao, góp phần kiểm soát được tình trạng nói trên là hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng phần mềm để kiểm soát sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày của gia đình. Vấn đề này được chúng tôi đề cập ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ sẽ là những thông tin năng lượng đáng chú ý. Chuỗi chương trình tuyên truyền điện trong nhân dân của BC Phú Yên đang triển khai tại các thôn xã trên địa bàn tỉnh. Tại mỗi chương trình tuyên truyền, BC Phú Yên đã tóm tắt một số lưu ý về an toàn điện với 12 hình ảnh, màu sắc sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ phổ biến đến bà con. Đây cũng là những lỗi cơ bản mà bà con thường xuyên mắc phải, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc và gây ra sự cố gián đoạn cấp điện. Bên cạnh đó, công ty cũng thông tin về việc xử phạt hành vi trộm cắp, vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Các buổi tuyên truyền đã thu hút đông đảo người dân các thôn xã tham gia, thiết thực, gần gũi, thu hút và lôi cuốn với nhiều thông tin bổ ích về an toàn điện, về dịch vụ điện. Qua chuỗi chương trình này, phần lớn người dân đã có những nhận thức và hiểu biết hơn về an toàn điện. Để các kiến thức về an toàn điện lan tỏa rộng rãi hơn, tới đây BC Phú Yên sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền qua các kênh mạng xã hội như là Facebook, Zalo nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận hơn, tạo hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân. Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã tổ chức thành công chuỗi chương trình tuyên truyền an toàn điện đến người thân của cán bộ công nhân viên, lao động trực tiếp tại 14 điện lực và 2 đội sản xuất. Tuy lần đầu được tổ chức nhưng chương trình đã tạo tính lan tỏa để công tác an toàn trong lao động được nâng cao hơn nữa. Công ty Điện lực Đắk Lắk đã truyền tải đến người thân cán bộ công nhân viên lao động những mối nguy hiểm trong quá trình công tác, vai trò của người thân đối với công tác an toàn lao động. Đồng thời, công ty cũng đề nghị các đơn vị thành lập các nhóm Zalo với sự tham gia của người thân để mọi người có thể chia sẻ các lịch trình làm việc, đề xuất các ý kiến và cùng tham gia vào việc nâng cao an toàn lao động. Việc tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn điện như thế này với mục tiêu nâng cao công tác an toàn lao động từ sự hỗ trợ, chia sẻ của người thân, cán bộ, công nhân viên ngành điện lực. Quảng Nam đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm khiến mức tiêu thụ điện tăng cao. Với mục tiêu cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định, Công ty Điện lực Quảng Nam đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. 6 tháng đầu năm, Công ty Điện lực Quảng Nam thực hiện sản lượng điện thương phẩm trên 1 tỷ 156 triệu kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thành phần tăng cao là công nghiệp tăng 13,8%, thương nghiệp tăng 35%, tiêu dùng dân cư tăng 4%. Công ty đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp kỹ thuật, đầu tư xây dựng, sửa chữa nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Bình quân thời gian mất điện là 288 phút một khách hàng, giảm mạnh 44,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đã tiếp nhận và xử lý kịp thời trên 40.200 yêu cầu kiến nghị của khách hàng và tăng cường công tác thông tin thông báo, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Việc cung cấp dầu mỏ của Nga cho ba nước châu Âu là Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc qua lãnh thổ Ukraine đã bị tạm dừng từ ngày 4 tháng 8 do các lệnh trừng phạt của phương Tây cản trở việc thanh toán. Thông tin vừa được công ty vận tải đường ống Transneft của Nga đưa ra vào ngày 9 tháng 8. Thông báo cũng nhấn mạnh Transneft đã thanh toán chi phí trung chuyển dầu của tháng 8 cho Ukraine từ hôm 22 tháng 7, song số tiền này đã bị trả lại vào ngày 28 tháng 7 do các biện pháp hạn chế của EU cản trở việc thanh toán. Trong khi đó, việc vận chuyển dầu mỏ tới Ba Lan và Đức qua lãnh thổ Belarus vẫn diễn ra bình thường. Trong một động thái liên quan, Liên minh châu Âu EU đưa ra kế hoạch khí đốt khẩn cấp bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9 tháng 8. Theo đó, các nước EU được yêu cầu giảm nhu cầu khí đốt, tìm cách dự trữ khí đốt nhiều nhất có thể. Các nước thành viên cũng được yêu cầu giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ trong mùa đông này và các nước thành viên có thể sẽ phải thực hiện yêu cầu này một cách bắt buộc nếu xảy ra tình trạng khẩn cấp về năng lượng. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang là nhân tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Theo báo cáo được công bố mới đây, chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm nay, đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực năng lượng tái tạo đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 226 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo của công ty nghiên cứu Bloomberg NEF cho thấy đầu tư toàn cầu vào các dự án năng lượng mặt trời có quy mô nhỏ và lớn tăng 33% trong giai đoạn nửa đầu năm nay và đạt mức kỷ lục 120 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, đầu tư vào các dự án điện gió cũng tăng 16% lên 84 tỷ đô la Mỹ.
Bloomberg NEF đánh giá các nhà hoạch định chính sách ngày càng nhận ra rằng năng lượng tái tạo là chìa khóa để hướng tới các mục tiêu an ninh năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng không ổn định, trong đó có thể kể đến những biến động thất thường của thị trường dầu mỏ trong thời gian qua. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư hướng tới năng lượng sạch trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Lượng điện tiêu thụ luôn là một vấn đề mà các doanh nghiệp, người dân quan tâm. Nếu như trước đây, khi nhận hóa đơn tiền điện mới có thể biết mức tiêu thụ điện năng trong tháng là bao nhiêu, thì bây giờ có thể xem hàng ngày, thậm chí là hàng giờ. Ứng dụng app chăm sóc khách hàng của EVN-CPC có thể kiểm tra tình trạng sử dụng điện hàng ngày. Doanh nghiệp, người dân có thể tự tính toán ngày hôm nay tiêu thụ bao nhiêu kilowatt điện năng. Từ đó có những tính toán cân đối sử dụng điện hiệu quả. Ứng dụng EVN-CPC-CSKH chăm sóc khách hàng vừa cập nhật thêm một tính năng mới. Với tính năng này, người dùng có thể cài ngưỡng bình quân hàng ngày gia đình. Nếu trong ngày vượt ngưỡng, thì ứng dụng sẽ báo ngay để có thể kiểm tra lại quá trình sử dụng điện. Việc thêm tính năng cài đặt ngưỡng điện bất thường giúp người dân thêm công cụ để tính toán, kiểm soát lượng điện tiêu thụ hàng ngày. Trước đó, ngành điện cũng có nhiều ứng dụng để có những cảnh báo lượng điện sử dụng bất thường cho khách hàng. Đối với cái chương trình cảnh báo sản lượng á, thì chúng tôi có một cái chương trình để theo dõi, và nhân viên của điện lực á, thì có trách nhiệm theo dõi cái này. Và nếu thấy cái sản lượng mà tăng đột biến của cái so sánh giữa ngày hôm sau và ngày hôm trước á, thì nhân viên điện lực sẽ chủ động liên hệ ngay với khách hàng đó để tìm hiểu nguyên nhân mà sản lượng tăng. Ngoài ra thì đối với khách hàng mà cài app thì khách hàng cũng cài đặt cái ngưỡng mà sản lượng điện tăng bất thường đấy, để khách hàng cũng có thể theo dõi, và trên cái việc thái mà có sự bất thường thì sẽ tự kiểm soát lại nguyên nhân. Thì khách hàng có thể tự kiểm soát bằng có nhiều các phương án, ví dụ như là kiểm soát thử là cái thiết bị mình có tăng lên thiết bị ra không, thứ hai nữa là mình có quay tắt thiết bị ra không, thứ ba nữa là cái việc chậm chạp, vì thực sự mà nói thì trong quá trình mà sử dụng, khi mà xây dựng nhà xong thì thiết bị tan lây, nhưng mà dây dẫn cái trong nhà thì nó hầu như là không có tan, không có tan cái diện lây, không thay mới, thì dẫn đến có thể có những trường hợp là quá tải cục bộ này kia, thì nó cũng đó là một trong những nguyên nhân có thể gây ra cái việc sản lượng bất thường. Được sự hướng dẫn của công nhân điện lực Quảng Ngãi, nhiều khách hàng hài lòng khi theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng ngày, hàng tháng qua ứng dụng chăm sóc khách hàng. Với ứng dụng này, khách hàng còn có thể theo dõi mọi hoạt động liên quan đến sử dụng điện trên thiết bị di động thông minh. Từ lượng điện hàng ngày, thông báo tiền điện, tạm ngừng cung cấp điện, tra cứu lịch ghi chỉ số điện năng tiêu thụ để có biện pháp tiết kiệm điện hàng ngày, hàng giờ. Tỷ lệ khách hàng ở Quảng Ngãi dùng ứng dụng chăm sóc khách hàng tăng lên. Hiện có hơn 100.000 khách hàng cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh của mình. Hàng ngày, hàng giờ, cứ theo giờ là mình theo dõi một lần. Mình biết được chỉ số điện nó tăng bao nhiêu trong hơi giờ đó. Thì bình thường thì không biết co-op thì có thể mình sờ một trong một ngày, là ví dụ như 5 kg, thì mình không biết mình sờ trong 5 kg nó là cái gì, có hiệu quả cái nào hiệu quả và cái nào không hiệu quả. Nhưng sau khi mình co-op đó thì mình sẽ biết được những mình sẽ cắt cái nào không cần thiết thì cái điện nó sẽ giảm xuống. Với ứng dụng hiện đại của ngành điện, khách hàng sử dụng điện chỉ cần có điện thoại thông minh kết nối mạng và tải app EVN-CPC-CSKH chăm sóc khách hàng là có thể ngồi tại nhà nhưng vẫn sử dụng được 100% các dịch vụ điện. Và hiện nay, app chăm sóc khách hàng còn là kênh thông tin giao tiếp nhanh nhất giữa khách hàng với ngành điện, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng điện và dịch vụ chăm sóc khách hàng, giúp khách hàng tự kiểm soát được lượng điện tiêu thụ và trở thành người dùng điện thông minh. Bangalore là một trung tâm công nghệ thông tin lớn của thế giới, là thung lũng Silicon của Ấn Độ. Từng được biết đến là thành phố vườn xanh, Bangalore giờ đây có biệt danh mới là thành phố rác. Ngày nay, những hồ nước còn sót lại bốc mùi hôi thối, rác thì tràn ngập khắp nơi, hậu quả của sự phát triển thiếu kiểm soát và dân số tăng nhanh. Nhưng không phải toàn bộ người dân thành phố đều làm ngơ trước thực trạng này, một số người đã đứng lên hành động.
Hằng sáng, Padmasri Balaram kiểm tra việc thu gom rác ở khu dân cư của cô. Người dân đổ rác thải nhà bếp vào một thùng màu xanh mà không lót túi ni lông. Sau đó số rác này được đổ thẳng vào xe rác. Giáo viên hóa học này tình nguyện hướng dẫn người dân, nhưng không phải ai cũng làm theo quy định. Ở đây tất cả các loại rác đều được cho vào một thùng. Tôi rất bực vì chúng tôi phải bỏ công sức. Đây không phải là việc phức tạp, chỉ cần phân loại rác thôi, có gì khó cơ chứ? Doanh nhân Som Nazean ngày nào cũng thấy những điểm đổ rác tự phát mới, lại có một điểm nữa ở đó. Các tổ chức đã bắt tay vào dọn dẹp các điểm đó, sơn vẻ đẹp đẽ, nhưng rồi sau 15 ngày, nó lại xuất hiện. Kỹ sư môi trường này đã nghĩ ra giải pháp riêng để giảm rác thải của thành phố. Anh đã phối hợp với Padmasri Balaram để xây một cơ sở khí sinh học. Rác thải hữu cơ từ các khu vực dân cư, thứ thường được chở tới bãi rác, được mang tới đây làm nguyên liệu thô. Rác thải được phân loại kỹ càng, nếu không thì sẽ tốn thêm chi phí hoạt động và sản sinh ít khí sinh học hơn. Hôm nay, những nỗ lực của cô ấy đã được đền đáp. Thế này là gần 100% nhỉ, chỉ khoảng 5-10% cần được loại ra như hoa và tất cả những thứ chứa nhiều linin. Tôi đánh giá kết quả này rất tốt, như thế này là thích hợp để sản xuất khí sinh học. Cơ sở này xử lý khoảng 600kg rác thải nhà bếp một ngày, biến nó thành hỗn hợp bùn nhão. Nhà máy thực sự ở xa hơn, trong những container được tân trang trên khu đất được chính quyền địa phương cấp. Có cả một mô hình kinh doanh ở đây, khí sinh học thô được lọc sạch và được trữ trong một cái bồn. Khí thành phẩm có tên thương hiệu là Carbon Light được đem bán. Thành phẩm chúng tôi làm ra ở đây chứa khoảng 92-94% khí mê tan, nghĩa là nó tốt hơn nhiều so với khí tự nhiên, có thể thay thế bất cứ nhiên liệu hóa thạch nào như khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng hoặc dầu diesel. Rốt cuộc, chúng tôi đang tạo ra năng lượng sạch, có thể tái tạo ngay tại Koramangala. Khách hàng lớn nhất là một nhà hàng gần đó, khí được dẫn vào theo đường ống từ khoảng cách 200m. Nhà hàng này rất nổi tiếng. Bếp ở đây dùng khoảng 70kg khí sinh học mỗi ngày, rẻ hơn khí ga nấu ăn thông thường. Khí được dẫn vào trực tiếp, không bị hao phí. Chúng tôi không phải trữ bình, không tốn thời gian. Khí này hiệu quả về kinh tế, tiện lợi. Hơn nữa, chúng tôi đang giúp ích cho môi trường. Phần lớn rác thải ở Bangalore được chở ra khỏi thành phố 40-50km. Những bãi rác chính thức trong thành phố không còn chỗ cho 5.000 tấn rác mà Bangalore thải ra mỗi ngày. Nhưng thậm chí ngay cả các bãi rác được quy hoạch thế này cũng là một mối nguy lớn. Bãi rác không phải chỗ đẹp đẽ gì. Đó là cách xử lý rác thải phản khoa học nhất. Nó thu hút ruồi muỗi, các loài gặm nhấm, gây bệnh dịch, ô nhiễm nước ngầm, tạo ra khí mêtan, làm trầm trọng hơn vấn đề biến đổi khí hậu. Som Narayan đã mở rộng quy mô hoạt động để giảm bớt rác thải ở các bãi rác và giúp cho việc kinh doanh trở nên hiệu quả. Hằng ngày, khoảng 13 tấn rác thực phẩm được chuyển tới nhà máy ở phía bắc Bangalore từ các công viên IT và các khu trường sở. Không giống như cơ sở trong thành phố, ở đây khí được nén rồi đóng vào bình để giao cho khách hàng trên khắp Bangalore. Ước mơ lớn nhất của chúng tôi là đưa khí này đi khắp Ấn Độ, vận động các doanh nhân tham gia vào việc kinh doanh này, quản lý cơ sở của riêng họ. Việc đó vừa đem lại lợi ích cho đất nước, vừa tạo việc làm, đảm bảo an ninh năng lượng. Som Narayan đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang hai bang nữa. Anh dự định tiếp tục phát triển. Mô hình kinh doanh biến rác thải thành nhiên liệu có thể là một cách đáng tin cậy để nhiều thành phố của Ấn Độ làm sạch môi trường. Theo các nhà khoa học, khí sinh học có giá trị năng lượng rất cao, chỉ kém dầu mỏ. Do đó, nó cần được tận dụng triệt để nhằm tiết kiệm năng lượng hóa thạch, đồng thời cũng giảm diện tích đất chôn lấp rác, bảo vệ môi trường, tạo ra việc làm. Đến đây, chương trình Năng lượng xanh tuần này xin được phép khép lại. Cảm ơn Tổng công ty Dầu Việt Nam, công ty cổ phần PVOI đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.